Đây là một loài nhện nhà thông thường hoặc nhện nhà Mỹ, là một loài nhện thuộc chi Paratetoda, có phạm vi phân bố rộng khắp. Nhện nhà thông thường là loài sống cộng sinh và sống trong và gần nơi ở của con người. Loài nhện nhà này thì những con cái dài từ 5 đến 8mm, trong khi những con đực dài 4mm. Loài nhện nhà phổ biến có màu nâu hoặc xám với những chữ V màu tối trên cơ thể. Cơ thể nhện nhà được chia thành phần đầu ngực và phần bụng, tương tự như bò cạp, V và tích. Nhện nhà không có cánh, chúng được chia vào động vật thuộc lớp nhện hơn là côn trùng, có 7 chân, mắt đơn thấu kính. Mạng nhện nhà thường có hình dạng không xác định được và có thể xuất hiện ở nhiều nơi trong nhà, bao gồm cửa sổ, gốc trần và trên hoặc dưới của đồ đạc. Sự xuất hiện của loài nhện nhà được nhận diện đặc trưng bằng sự hình dạng mạng nhện. Những mạng tơ nhện được tìm thấy ở những nơi bị chúng xâm nhập trong nhà. Chúng tạo mạng nhện ở khắp nơi trong nhà, ở những nơi chúng cảm thấy phù hợp nhất để săn mồi. Mạng nhện được thiết kế như chiếc bẫy cơ học có dạng phễu với chiếc váy hẹp, đáy hẹp, hoạt động như chiếc hang nhỏ. Bất cứ sự dao động nào trên mạng nhện thông qua những sợi dây, nhện nhà sẽ xem đó là dấu hiệu nhận biết con mồi đã mắc bẫy. Mặc dù loài nhện nhà nói chung thường ăn nhất là côn trùng, chúng vẫn có thể tiêu thụ những con nhện lớn hơn, bọ cạp hoặc loài bọ sắt nhỏ. Các loài thức ăn chủ yếu của nhện đó là những côn trùng nhỏ hơn, các loại côn trùng bay như ruồi, muỗi và nhặng. Nhện thường không cho con ăn theo cách mà một số loài động vật khác vẫn làm. Thay vào đó, nhện con thường được tự kiếm ăn ngay sau khi nở. Nhện cái đẻ trứng trong túi trứng, có thể chứa hàng chục đến hàng trăm trứng, tùy thuộc vào loài. Con cái có thể bảo vệ túi cho đến khi trứng nở. Khi trứng nở, nhện con chui ra khỏi trứng. Ở nhiều loài, nhện mẹ có thể ở gần con một thời gian để bảo vệ chúng. Nhện con thường được sinh ra với khả năng săn mồi nhỏ và ngay lập tức chúng thường ăn côn trùng nhỏ hoặc các sinh vật nhỏ khác mà chúng có thể bắt được. Trong khi hầu hết các loài nhện không nuôi con, một số loài thể hiện sự chăm sóc của cha mẹ nhiều hơn. Ví dụ, một số loài nhện sói mang con trên lưng sau khi chúng nở, và một số loài có thể bảo vệ và hướng dẫn khi nhện con học cách săn mồi. Phần lớn là nhện con độc lập ngay từ khi sinh ra và dựa vào khả năng cũng như là kỹ năng săn mồi để kiếm thức ăn.